Hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng có tuổi đời hàng trăm năm sắp bị đốn hạ, di rời để phục vụ thi công cầu vượt Thủ Thiêm 2. Không ít người dân Sài Gòn đã bày tỏ sự tiếc nuối. Đoạn đường Lê Duẩn đến bờ sông Tôn Đức Thắng, quận 1 được nhiều người dân ví là lá phổi xanh của thành phố. Ngoài ra, hàng cây cổ thụ lâu năm minh chứng cho bao thăng trầm của lịch sử. Theo dự kiến vào tháng 8 và tháng 10 năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý 142 cây xanh từ đường Lê Duẩn đến phía bờ sông Sài Gòn, trong đó di rời 56 cây, đốn hạ 86 cây để mở rộng mặt đường thi công công trình cầu Thủ Thiêm 2. Riêng số còn lại sẽ xử lý tiếp trong tháng 3 và tháng 5 năm 2018. Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, những cây xanh sau khi rời đi sẽ được nuôi Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo ông Bùi Xuân Cường, công tác di rời, đốn hạ cây xanh nói trên không làm đồng loạt mà được làm theo tiến độ thi công các hạng mục cầu Thủ Thiêm 2.